Kính thưa các khán thính giả của Việt Nam Defend, trong bản tin 19 giờ ngày hôm nay ngày 30 tháng 4, lời đầu tiên xin chúc mừng kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Xin gửi lời cảm ơn tới hàng triệu thanh niên Việt Nam đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giành độc lập tự do, thống nhất đất nước để non sông quy về một mối như ngày hôm nay. Trở lại với bản tin ngày thống nhất đất nước, chúng tôi sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện trong hàng ngàn câu chuyện về những ngày tháng hừng hực khí thế đó. Đó là chuyện về những chiếc xe tăng của quân giải phóng. Chắc hẳn, nếu là người Việt Nam, không ai có thể quên khoảnh khắc chiếc xe tăng 390 húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Hình ảnh được xem như là một biểu tượng sức mạnh của quân giải phóng, lật đổ hoàn toàn chế độ ngụy quyền Sài Gòn, chấm dứt chiến tranh, thống nhất đất nước, non sông thu về một mối. Dù vậy, để có thể lăn bánh tới Dinh Độc Lập ngày 30 tháng 4, các chiến sĩ xe tăng Việt Nam đã trải qua một hành trình rất dài, đầy máu và nước mắt. Bản tin ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về lực lượng xe tăng nói chung trong các trận đánh 1972 và 1975, những tổn thất và bài học rút ra về tác chiến đô thị. Trước khi đi tới thời điểm năm 1975, chúng ta hãy bớt chút thời gian ôn lại chiến thuật tác chiến trong môi trường đô thị, mà ví dụ điển hình là trận An Lộc năm 1972. Kết quả của trận đánh đã giúp ta có những bài học kinh nghiệm để lực lượng tăng thiết giáp chi viện đắc lực xuyên thủng các lớp phòng ngự của đối phương vào năm 1975. Cuối năm 1971, với những thắng lợi liên tiếp trên chiến trường, đẩy quân đội Sài Gòn vào thế phòng ngự, bị động, chống đỡ các cuộc tấn công, Bộ Chính trị đã quyết định mở cuộc tấn công chiến lược năm 1972 hướng miền Đông Nam Bộ, Trị Thiên và Tây Nguyên. Mục tiêu là tạo tiền đề mở rộng vùng giải phóng, tiêu diệt sinh lực địch, buộc Mỹ ngồi vào bàn đàm phán để kết thúc chiến tranh. Trong đó, chiến dịch ác liệt nhất, gây ra nhiều tổn thất nhất cho cả hai bên, đó là chiến dịch Nguyễn Huệ, diễn ra từ ngày 1 tháng 4 năm 1972 tới ngày 19 tháng 1 năm 1973. Chiến dịch chọn hướng tấn công là đường số 13 là hướng chủ yếu. Mục tiêu là tiêu diệt và uy hiếp địch từ phía Bắc Sài Gòn, giải phóng khu vực Bình Long, Phước Long và một số vùng đệm xung quanh, tạo thế đứng chân vững chắc cho chủ lực miền từ Campuchia về Nam Bộ, phối hợp với mặt trận Trị Thiên gây áp lực cho địch từ nhiều phía. Trong thời gian diễn ra chiến dịch, nhiều trận đánh ác liệt đã nổ ra, mà trận đánh thường được các bên nhớ tới nhiều nhất đó là trận An Lộc, một địa danh thuộc tỉnh Bình Long cũ, diễn ra từ ngày 13 tháng 4 đến ngày 20 tháng 7 năm 1972. Đây cũng là trận đánh mà Bộ Chỉ huy Trung ương Cục miền Nam đã dốc sạch túi các đơn vị tăng thiết giáp tốt nhất. Theo đó, ngoài hai tiểu đoàn tăng 20-21 cùng một đại đội cao xạ tự hành được miền Bắc chi viện, thì đại đội 33 của cơ giới miền đã huy động 30 xe các loại vào trận. Đây là số xe chiến lợi phẩm ta thu được từ trước, còn sử dụng tốt. Tổng thể, ta rót vào mặt trận An Lộc hơn 100 xe tăng thiết giáp có nguồn gốc từ Liên Xô, Trung Quốc và Mỹ. Ngày 2 tháng 4 năm 1972, sau 3 tháng hành quân từ miền Bắc vào, tiểu đoàn xe tăng 171 sau này được đổi tên thành tiểu đoàn 20 đã đến vị trí tập kết tại phía tây căn cứ Lộc Ninh. Sau 5 ngày gấp rút chuẩn bị, đơn vị đã xung phong đột phá cụm phòng ngự Lộc Ninh, sau đó dồn về tham gia trận An Lộc. Trước khi quân giải phóng trực tiếp tấn công vào thị xã An Lộc, nơi đây có 1 vạn quân đồn trú với 5 sư đoàn bộ binh, 1 liên đoàn biệt động quân, 4 tiểu đoàn pháo binh, 1 đại đội thiết giáp trinh sát và 8 đại đội địa phương quân. Về lực lượng quân giải phóng trực tiếp tham gia trận đánh có sư đoàn 9, trung đoàn 1 của sư đoàn 5 và các đơn vị khác của sư 5, sư 7 phối hợp hỗ trợ vòng ngoài. Phối thuộc cùng với các đơn vị bộ binh có tiểu đoàn tăng 20, đại đội thiết giáp 33, đại đội pháo cao xạ tự hành 52. Riêng tiểu đoàn tăng 21 vào chiến trường ngày 9 tháng 5, tham gia vào đợt tấn công An Lộc lần thứ tư. Bước vào trận đánh ngày 13 tháng 4, ngay từ những phút đầu, diễn biến chiến trường đã cho thấy đây sẽ là một mặt trận ác liệt. Nhận được sự chi viện của xe tăng, các đơn vị bộ binh quân giải phóng tiến công dữ dội, dồn quân địch vào các tuyến phố. Tuy nhiên, do nắm không chắc địa hình, trinh sát không kỹ lưỡng, nên ta không phát hiện được đối phương triển khai lực lượng ở nóc nhà cao tầng trong thị xã. Vòng ngoài lại có không quân và pháo binh chi viện. Thành ra, xe tăng ta bị cắt rời khỏi các đơn vị bộ binh, bị súng chống tăng M72 và tên lửa chống tăng bắn cháy và bắn hỏng. Đại đội tăng 6 của tiểu đoàn 20 mất 7 trên 10 xe tăng T-54B, 3 chiếc còn lại may là bị sa lầy ở vòng ngoài nên được kéo về đơn vị, nếu không toàn bộ đại đội đã không còn. Ngày 15 tháng 4, sư đoàn 9 tiếp tục tấn công phía bắc thị xã, được đại đội 8, tiểu đoàn 20 với 9 xe T-54B và đại đội cao xạ 52 với 2 chiếc Zsu-572 chi viện. Nhưng tấn công được 4 cây số thì bị địch phản kích dữ dội, ta mất 5 xe gồm 3 tăng, 2 pháo. Ngày 18 tháng 4, sư đoàn 9 phối hợp với 3 xe tăng T-54B của đại đội 6, tiểu đoàn 20 tấn công An Lộc lần thứ 3. Khi áp sát tới sở chỉ huy sư đoàn 5 quân Sài Gòn thì mất 2 xe phải rút lui. Sau 3 lần tấn công thất bại, quân số và trang bị tổn thất lớn, Bộ Chỉ huy chiến dịch quyết định tung đơn vị dự bị là trung đoàn 209 vào trận. Kết hợp với sư đoàn 9 và trung đoàn 2 của sư 5 cùng toàn bộ lực lượng còn lại của tiểu đoàn tăng 20, bao gồm 11 xe T-54B, 2 xe pháo của đại đội cao xạ 52, tăng cường thêm 1 đại đội của tiểu đoàn tăng 21
với 5 xe K6385 và 3 xe thiết giáp BTR50PK của đại đội 33. Tổng cộng, ta huy động 51 xe tăng thiết giáp với quyết tâm dứt điểm An Lộc bằng trận đánh hiệp đồng quân binh chủng. Thế nhưng, trong trận đánh ngày 11 tháng 5, một lần nữa ta lại thất bại trước lớp phòng ngự kiên cố của đối phương. Trong khi đó, lực lượng của ta hiệp đồng quá sơ sài, xe tăng tiến quá nhanh, bộ binh không theo kịp, bị hỏa lực đối phương bao vây tứ phía. Ta chịu tổn thất nặng với 15 xe, bao gồm 3 xe tăng T-54B, 2 xe tăng K-6385. Như vậy, sau 2 tháng chiến đấu, 4 lần tấn công không thành, bộ chỉ huy quyết định chuyển qua chiến thuật bao vây cô lập, dùng pháo binh và đặc công đánh phá, đánh viện binh địch trên đường 13. Đến ngày 20 tháng 7 năm 1972, viện binh địch đột phá được vòng vây, bắt tay với quân phòng thủ An Lộc. Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định thu quân, kết thúc trận đánh. Kết quả, có tới 7.000 cán bộ chiến sĩ của ta thương vong, mất 36 xe tăng thiết giáp, riêng tại An Lộc mất 29 xe. Tỷ lệ tổn thất của lực lượng tăng là 1/3 mà không thu được kết quả nào. Đây là bài học đau đớn, chua xót đối với lực lượng tăng thiết giáp khi tác chiến đô thị. Chúng ta đã phải trả giá đắt do thiếu hiệp đồng tác chiến, xe tăng bộ binh không thể kết nối được với nhau, dẫn tới bị chia cắt, bị bao vây cô lập và thương vong hoàn toàn. Đó là bài học kinh nghiệm về tác chiến hiệp đồng quân binh chủng, tác chiến đô thị mà ta phải trả bằng xương máu của hàng nghìn cán bộ chiến sĩ. Rút ra được những bài học từ An Lộc năm 1972, chúng ta đã vận dụng có hiệu quả vào các chiến dịch trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Sau khi giải phóng hoàn toàn Tây Nguyên, ngày 25 tháng 3 năm 1975, Quân ủy Trung ương quyết định mở chiến dịch giải phóng Đà Nẵng. Đà Nẵng là căn cứ quân sự liên hợp hải lục không quân lớn nhất miền Nam, là nơi đặt cơ quan đầu não của vùng một chiến thuật. Sau khi Trị Thiên ở phía Bắc bị mất, Nam Ngãi ở phía Nam không còn, Đà Nẵng giờ đây chỉ như cá nằm trên thớt, bị bao vây trong thế gọng kìm ở cả hai đầu. Ta đã quyết định phương án đánh nhanh, đánh táo bạo, sử dụng các lực lượng cơ động tại chỗ nhằm tạo bất ngờ, khẩn trương dứt điểm thành phố lớn thứ hai ở miền Nam Việt Nam. Thời hạn được Đại tướng Võ Nguyên Giáp giao cho Bộ Chỉ huy chiến dịch là 3 ngày. Quyết tâm đã hạ, phương hướng đã rõ, số phận của Đà Nẵng lúc này chỉ còn là vấn đề thời gian. Do vậy, lực lượng địch phòng thủ ở Đà Nẵng lúc này vẫn còn rất mạnh, với khoảng 75.000 quân, gồm Sư đoàn Bộ binh 3, Sư đoàn Thủy quân lục chiến, tàn quân của Sư đoàn 1 và 2 chạy từ Huế vào, Liên đoàn 12 biệt động quân, 15 tiểu đoàn bảo an, 5.000 cảnh sát, Sư đoàn 1 không quân với 373 máy bay các loại, 114 pháo các loại, 70 xe tăng và thiết giáp. Sáng ngày 28 tháng 3 năm 1975, các lực lượng của ta hành quân áp sát vùng ven Đà Nẵng. Tại Lăng Cô, ở phía bắc đèo Hải Vân, sau khi mất Huế, quân Sài Gòn đã bỏ chạy về Đà Nẵng nhằm tìm đường thoát thân, để lại rất nhiều các xe vận tải GMC do Mỹ sản xuất. Rút kinh nghiệm từ các trận đánh đô thị lớn, đặc biệt là trận An Lộc năm 1972 khi xe tăng chạy quá nhanh, khiến cho bộ binh không theo kịp. Ta đã sử dụng lần lượt 3 xe GMC chở theo một đại đội bộ binh, phối thuộc cùng một đại đội xe tăng nhằm bắt kịp đà tiến công thần tốc, giúp cho bộ binh luôn luôn theo kịp tốc độ di chuyển của xe tăng. Ngày 29 tháng 3, ta bắt đầu tấn công Đà Nẵng từ nhiều hướng, với nòng cốt là bộ binh ngồi trên xe tăng và bộ binh cơ giới di chuyển bằng xe tải, sử dụng hỏa lực hạng nặng của xe tăng bắn phá các điểm phòng ngự của địch. Dù lực lượng còn đông đảo và hiện đại, thế nhưng trước nguy cơ bị khóa thế gọng kìm ở hai đầu Bắc Nam, quân đội Sài Gòn chỉ còn nước vứt mũ áo bỏ chạy. Đến 15 giờ chiều ngày 29 tháng 3 năm 1975, ta làm chủ căn cứ liên hợp Đà Nẵng và bán đảo Sơn Trà. Chỉ với một cuộc tấn công thần tốc kéo dài 32 tiếng, thành phố Đà Nẵng cùng toàn bộ tỉnh Quảng Đà hoàn toàn được giải phóng. Chiến thắng vang dội này có một phần công sức rất lớn của lực lượng tăng thiết giáp, trong đó nòng cốt là lữ đoàn xe tăng 203 của quân đoàn 2 đã phối hợp nhuần nhuyễn với bộ binh, đập tan nhanh chóng các ổ đề kháng của địch, tác chiến hiệu quả trong môi trường đô thị lớn. Sau khi Đà Nẵng hoàn toàn được ta làm chủ, các đơn vị của lực lượng tăng thiết giáp tiếp tục hành quân vào miền Nam, chuẩn bị cho những trận đánh tiếp theo. Đặc biệt, khi ta đã nhổ được cánh cửa thép Xuân Lộc do tướng Lê Minh Đảo cụm sư 18 án ngữ trong nửa tháng, đường vào Sài Gòn đã mở toang. Lần này sẽ lại là một cuộc chiến đô thị nữa dành cho lực lượng tăng thiết giáp nòng cốt. So với quy mô, Sài Gòn có quy mô lớn hơn Đà Nẵng nhiều, nhiều công trình, nhiều điểm cao, nhiều khu vực chi chít, đường phố đông đúc. Do đó, nếu hiệp đồng quân binh chủng không chặt chẽ, chính xác không nắm được tình hình, thì tổn thất có thể sẽ rất lớn với bộ đội xe tăng. Vì vậy, công tác chuẩn bị đều được thực hiện kỹ càng, nhất là trước một trận đánh đô thị mới, một đô thị mà các chiến sĩ lái tăng chưa bao giờ đặt chân tới. Để chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng, ta đã tung ra các lực lượng tốt nhất bao gồm 4 quân đoàn chủ lực 1, 2, 3, 4 và binh đoàn 232 được thành lập tháng 2 năm 1975. Ngoài ra, còn có các trung và lữ đoàn bộ binh độc lập, 4 trung và lữ đoàn tăng thiết giáp, 6 trung đoàn đặc công và nhiều đơn vị khác. Tổng cộng, ta có 240.000 quân, 400 xe tăng thiết giáp và 420 pháo các loại. Về phía quân đội Sài Gòn, lực lượng phòng ngự quanh Sài Gòn còn rất đông với 240.000 quân, 625 xe tăng thiết giáp, 400 pháo các loại, chưa tính không quân. Nhưng nhìn chung, tinh thần của binh lính Sài Gòn đã hoang mang tột độ, không còn sức chiến đấu,
lại cộng thêm tàn quân từ các vùng thua trận tràn về, khiến cho sĩ khí trong quân lại càng giảm sút mạnh. Lại thêm đám tướng tá chỉ huy, thay vì đốc thúc tinh thần binh sĩ, bây giờ chỉ lo tháo chạy, mồm thì hô hào tử thủ, nhưng chân thì ba chân bốn cẳng kiếm máy bay chạy ra đổ Mỹ. Câu chuyện này chúng tôi đã từng đề cập trong bản tin Tướng lĩnh Việt Nam Cộng hòa tháng 4 năm 1975, nói một đằng là một nẻo. Anh em có thể xem lại ở đường link đính kèm góc phải màn hình. Ngày 26 tháng 4 năm 1975, ta nổ súng tiến công mở màn chiến dịch giải phóng Sài Gòn Gia Định. Với sức mạnh của lực lượng xe tăng, được sự chi viện của bộ binh, pháo binh, ta đã bóc từng lớp phòng ngự của đối phương. Đến chiều ngày 28 tháng 4, các cánh quân của địch đã hầu như sụp đổ khi cơ quan đầu não ở Sài Gòn đều đã bỏ chạy. Dẫu vậy, trong cơn cùng quẫn tuyệt vọng, vẫn có những đơn vị địch điên cuồng chống trả, gây cho ta nhiều thiệt hại. Điển hình là trận đánh Lăng Cha Cả vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Khoảng 6 giờ 30 sáng ngày 30 tháng 4, đội hình của Đại đội Xe Tăng 1, Lữ đoàn 273 có nhiệm vụ chiếm Bộ Tổng tham mưu và sân bay Tân Sơn Nhất, hành quân tới ngã tư Bảy Hiền. Vừa tới ngã tư, hai xe tăng đã bị hỏa lực của địch nằm trên các nóc nhà cao tầng bắn cháy, khiến cho đội hình đại đội bị chững lại. Trung đoàn Bộ binh 24 phải tổ chức cho bộ đội luồn qua các ngõ ngách, đánh vào các ổ hỏa lực của địch. Ngoài ra, hai xe tăng khác đã dùng đến hỏa lực súng máy 12-7 bắn hỗ trợ cho bộ binh tấn công. Đến 8 giờ sáng, lực lượng bộ binh mới chiếm được ngã tư Bảy Hiền. Sau khi vượt qua ngã tư, đội hình xe tăng của đại đội 1 tiếp tục đi thẳng theo đường Võ Tánh, tiến về cổng số 5 của sân bay. Tới 9 giờ, hai xe tăng là 814 và 981 đã tới đầu Lăng Cha Cả. Nơi này là một khu vực có bãi đất rộng, nằm gần cổng sân bay, nên theo phán đoán của chỉ huy, chắc chắn địch sẽ có phòng thủ mạnh tại đây. Lúc này, chỉ có hai xe tăng độc tiến, lực lượng bộ binh tùng thiết hay trinh sát đều bị bỏ lại phía sau. Dù chỉ có hai xe, do vậy, cán bộ chiến sĩ vẫn quyết tâm chiến đấu, vừa hành tiến, vừa bắn cấp tập về phía quân địch. Địch phòng thủ xung quanh khu vực này cũng bắn trả dữ dội. Xe tăng 981 vừa tới đầu phía trên của lăng thì bị trúng đạn bốc cháy. Lúc này chỉ còn duy nhất xe 814 chiến đấu. Kíp lái vẫn bình tĩnh lách qua xe 981, quay pháo tiêu diệt ngay một lô cốt địch từ cổng số 5 đang bắn ra. Bấy giờ, theo quan sát, xe 814 đang ở tình thế rất nguy hiểm. Một bên là trụ sở Bộ Tổng tham mưu Ngụy, một bên là cổng số 5 vào sân bay gần câu lạc bộ sĩ quan không quân. Đây đều là khu vực mà địch phòng ngự rất mạnh, trong khi ta chỉ có duy nhất một chiếc xe tăng T-54B, nhưng kiếp lái vẫn quyết tâm chiến đấu đến cùng và sẵn sàng hy sinh. Ngay lập tức, một quả đạn chống tăng được bắn về phía chiếc xe tăng từ tháp cao phía trước cổng Bộ Tổng tham mưu. Xe tăng quay pháo bắn trả, lập tức điểm cao này không thấy bắn nữa. Cùng lúc này, qua kính ngắm, trưởng xe 814 phát hiện hai xe tăng M48 của địch đang ẩn nấp phía sau hai xe tải GMC và bắt đầu ná đạn. Hai bên bắn trả qua lại nhưng không trúng đích. Cho đến đó, địch đã phát hiện ra rằng chỉ duy nhất có một chiếc T-54B của quân giải phóng có mặt tại đây, nên chúng quyết tâm tiêu diệt chiếc xe này. Sau chừng 20 phút chiến đấu, xe 814 đã dính tới 3 quả đạn của địch. Đến pha thứ 3, đã đánh trúng thùng dầu làm xe bốc cháy, trường xe và hai pháo thủ kịp thoát, trong khi lái xe đã anh dũng hy sinh. Sau đó, bộ binh của Trung đoàn 24 mới tới, cùng với các lực lượng của Tiểu đoàn Tăng 1, Lữ đoàn 273, tiếp tục tấn công, tiêu diệt các điểm phòng ngự của đối phương. Mãi tới 11 giờ 30 phút, các lực lượng mới làm chủ hoàn toàn sân bay Tân Sơn Nhất. Ở hướng Bộ Tổng tham mưu, Trung đoàn Bộ binh 28 cùng Tiểu đoàn Tăng 2 hiệp đồng giải quyết. Trên hướng này, địch cũng điều xe tăng và xe bọc thép ra bắn chặn. Một trận đọ sức quyết liệt đã diễn ra tại đây. Ta bắn cháy một xe M48, một xe M113. Đến 11 giờ thì làm chủ hoàn toàn tòa nhà chính Bộ Tổng tham mưu. Như vậy, để giành được thắng lợi ở hướng Tân Sơn Nhất và Bộ Tổng tham mưu, 9 xe tăng, một xe thiết giáp của ta đã bị bắn cháy, bắn hỏng, hơn 70 cán bộ chiến sĩ hy sinh. Ở hướng tấn công Dinh Độc Lập, lực lượng thọc sâu của Lữ đoàn Tăng 203 đã chia làm hai mũi theo Đại lộ Thống Nhất và Đại lộ Hồng Thập Tự tiến về Dinh Tổng thống Sài Gòn. Trên đường tiến công, các đơn vị tăng và bộ binh quân ta cũng vấp phải sự chống trả quyết liệt của địch. Ví dụ, sáng ngày 30 tháng 4, pháo binh quân Sài Gòn từ căn cứ Thủ Đức dùng súng cối và súng chống tăng chặn đánh Tiểu đoàn Tăng 5, Lữ đoàn 203. Tại đây, xe tăng 707 của lữ đoàn đã chiến đấu tới viên đạn cuối cùng trước khi hy sinh. Đến 9 giờ 30 phút sáng, sau khi dồn bộ phận còn lại của đối phương vào căn cứ Thủ Đức, Tiểu đoàn 5 để lại cụm này cho Trung đoàn Bộ binh 18 xử lý để tiếp tục tiến lên. Sau khi đánh tan sức kháng cự của 8 xe tăng có sự phối hợp của 8 tàu chiến tại Tân Cảng, cụm đột kích vượt cầu Sài Gòn tiến vào đường Hồng Thập Tự nhưng cũng mất đến 4 xe tăng. Tiêu diệt được chốt cuối cùng của quân đội Sài Gòn tại cầu Thị Nghè gồm 4 xe tăng trong vòng 15 phút. Tiểu đoàn Tăng 1, Lữ đoàn 203 tiếp cận Dinh Độc Lập. Xe tăng 843 lao vào húc cổng phụ bên trái Dinh nhưng bị kẹt lại. Ngay lập tức, xe tăng 390 đã lao lên húc đổ cánh cổng chính, tiến vào sân Dinh Độc Lập. Hình ảnh chiếc 390 húc đổ cánh cổng Dinh đã đi vào lịch sử đất nước Việt Nam và thế giới. Nó mang tính biểu tượng kết thúc hoàn toàn cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, giành được độc lập, chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ trên đất liền, vùng trời vùng biển của Việt Nam sau hơn 100 năm bị nước ngoài xâm lược, chiếm đóng và chia cắt. Nhìn chung, trong các trận đánh đô thị Sài Gòn, ta đều chịu tổn thất lớn,
bất chấp việc ta đã rút được nhiều kinh nghiệm từ những trận đánh trước đó. Thực ra, cũng rất khó trách, bởi lẽ tác chiến đô thị với xe tăng chưa bao giờ là dễ dàng. Ngay cả quân đội Nga, đất nước tạo ra xe tăng và học thuyết tác chiến xe tăng, cũng hứng chịu tổn thất lớn trong các cuộc xung đột đô thị ở Chechnya vào những năm 1990. Thế để thấy, để có được hòa bình, độc lập tự do, chúng ta đã phải trả biết bao nhiêu xương máu. Một lần nữa, xin kính cẩn nghiêng mình trước sự hy sinh của hàng triệu thanh niên Việt Nam vì nền độc lập tự do thống nhất của dân tộc. Bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Các bạn thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, comment, đăng ký và nhấn chuông ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.